trò chơi của trẻ con. Ai đó? Mẹ đám mây. Hôm nay siêu thị có khuyến mại giảm giá. Cô muốn cùng đi siêu thị không? Khuyến mại giảm giá ư? Tốt quá. Tôi đang muốn mua một cái máy làm sữa đầu mới. Mẹ tập về đợi tôi nha. Không được, bà nội Kẹo Bông đi khiêu vũ tập thể rồi. Ông nội sắp đi dạo, không có ai trông Kẹo Bông. Cứ đi đi. Trông trẻ con một lúc là chuyện nhỏ mà. Con cứ yên tâm đi đi. Cô đám mây, cháu có thể chơi cùng Kẹo Bông. Vậy thì tốt quá. Hai đứa trẻ này chơi thế nào rồi? Chơi rất vui ạ. Vậy thì tốt. Anh đầu to nói xem, hôm nay búp bê công chúa mặc bộ váy nào để đi dự vũ hội đây? Kẹo Bông, chỗ của em không có đồ chơi khác sao? Em còn có nơ bướm, kẹp tóc cầu vồng, chuỗi hạt. Dừng lại, đó đều là những thứ mà con gái em thích chơi. Hay là chúng ta chơi trò nhảy lò cò nha? Được. Ông ơi, cùng bọn cháu nhảy lò cò đi. Trò của trẻ con ông không chơi đâu. Các cháu chơi đi. Được rồi. Nhảy lò cò. Ông đã hơn 50 năm nay không chơi rồi. Khả năng giữ thăng bằng của đầu to cũng kém quá. Nhìn mà cũng thấy sốt ruột. Đầu to, cháu nhảy như vậy làm sao được chứ? Nghe ông này, giữ hai tay ra để giữ thăng bằng. Sai rồi, sai rồi. Nào, làm theo ông. Nhìn thấy chưa hả? Thế này mới dễ giữ thăng bằng. Ông nội nhảy giỏi quá. Giỏi thật, giống y như con hạc vậy. Đương nhiên rồi. Ông ơi, ông chơi trốn tìm của bọn cháu nha. Bọn cháu có thể để ông trốn chứ? Trốn tìm cũng là trò chơi của trẻ con. Ông không chơi đâu. Các cháu đi chơi đi. Vậy được thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kẹo Bông, ông tới đi nói cho cháu biết. Cháu trốn ở đây không được đâu. Sẽ bị phát hiện ngay thôi. Nhìn chân của cháu này. Đã trốn kỹ chưa? Phải làm sao đây? Đi theo ông. Kẹo Bông, ông tới trốn ở đây đi. Kẹo Bông, cháu vào trong một chút. Ông vẫn chưa vào được. Kẹo Bông trốn ở đâu nhỉ? Thấy chưa? Chỗ ông tìm mới tốt chứ. Không ai phát hiện ra. Nhưng mà ông ơi, chỗ này chọc vào người đau quá. Tìm thấy hai người rồi. Cháu là Tôn Ngộ Không có mắt lửa ngươi vàng mà. Tôn Ngộ Không thì tính là gì chứ? Ông đi tìm mới giỏi. 8, 9, 10. Ông bắt đầu tìm đây. Kẹo Bông ở đây. Con đầu to ở đây. Ông nội chơi trốn tìm giỏi quá. Đương nhiên rồi. Ông không chơi với bọn cháu nữa hả? Ông mệt rồi, nghỉ một lát đã. Các cháu chơi đi. Chúng ta chơi gì đây? Hay là chúng ta đi xem kiến đi? Kiến nhỏ như vậy, xem thì tốn công lắm. Nhìn xem, chẳng phải kiến đã to ra rồi sao? Đúng rồi, các cháu biết không? Kính lúc còn có thể nướng khoai đó. Hả? Kính lúc đâu phải là lò nướng. Không thể nào. Kính lúc cũng không phải là bếp lửa. Thật đó, đó là trò chơi yêu thích của ông hồi nhỏ. Các cháu xem nha. Wow, thần kỳ quá. Ông nói thế nào chứ? Giờ có thể nướng khoai rồi. Thơm quá. Cháu chảy nước miếng rồi. Nhưng trẻ con không được tự ý nghịch lửa. Phải có người lớn hướng dẫn. Bố, bọn con về rồi đây. Lũ trẻ có nghịch ngợm không? Không đâu, mấy ông cháu chơi rất hợp mà. Đúng, ông nội lại cao thủ trò chơi. Phải cảm ơn trò chơi của các cháu. Giúp ông tìm lại được niềm vui của tuổi thơ. Thank you.
máy bay giấy. Mẹ ơi, con muốn có mật mã máy tính. Có phải con lại muốn chơi máy tính không? Chỉ chơi một lát thôi. Không được, chơi máy tính nhiều không tốt cho mắt. Cẩn thận, phải đeo kính dày hơn cả đít trai đó. Không chơi máy tính thì chán lắm. Hồi bố mẹ nhỏ chưa có máy tính, nhưng vẫn có rất nhiều trò chơi thú vị. Bố mẹ chơi những gì? Nhiều lắm. Có rồi. Là vẽ tranh à? Không phải vẽ tranh. Đây là cái gì? Con nhìn xem, nhìn có vẻ rất giống máy bay. Đúng vậy, chính là máy bay giấy. Máy bay là bằng giấy, đâu có bay được. Ai bảo vậy? Con nhìn đi. Bay được thật này. Tuyệt quá, mẹ mau dạy con với. Được được, rất đơn giản thôi. Trước tiên gấp đôi, sau đó gấp thế này hai lần. Bên kia cũng như vậy. Vậy lại gấp xong máy bay giấy rồi. Wow, con cũng có máy bay rồi. Thú vị quá. Máy bay của con cũng bay được. Con cũng có thể phát huy trí tưởng tượng, gấp ra có loại máy bay khác nhau. Được ạ. Buổi tối bố về, mẹ phải đi chờ đây. Con và Hoa Gạo ở nhà chơi ngoan nha. Bố sắp về ư? Bố là thi công. Con phải gấp một chiếc máy bay xịn nhất để tặng bố. Được. Nhiều máy bay giấy đẹp như vậy, tặng bố chiếc nào đây? Hoa Gạo, cậu mau giúp mình nhìn xem. Phải làm sao đây? Đúng rồi, máy bay xịn nhất, nhất định phải bay xa nhất. Trong phòng nhỏ quá, máy bay toàn đâm vào tường, căn bản không nhìn ra được chiếc máy bay nào bay xa nhất. Có cách rồi. Bay xa thật đó. Máy bay giấy ư? Mau dùng dùng sao vậy? Ai ném vậy? Đừng khóc, đừng khóc nữa, không sao. Đừng khóc nữa, được không? Đừng khóc nữa, đừng khóc. Mao Dung Dung làm sao vậy? Không biết là ai vứt máy bay giấy bừa bãi, rơi trúng vào đầu Mao Dung Dung. Cháu đang đạp xe, bỗng nhiên bị một chiếc máy bay giấy bay vào trước mặt. Cháu vừa tránh liền bị ngã. Kẹo bông, kẹo bông. Nhất định là họ phát hiện ra mình rồi. Mình phải làm sao đây? Kẹo bông. Là mẹ. Mẹ quên mang chìa khóa. Sao con không mở cửa? Chuyện đó con... Là con vứt máy bay giấy bừa bãi, khiến đầu to bị ngã. Mao Dung Dung bị dọa sợ khóc phải không? Làm sao mẹ biết? Mẹ nhìn thấy hết rồi. Mau ra xin lỗi anh đầu to và Mao Dung Dung đi. Đầu to, em xin lỗi. Tại em không tốt. Xin tha lỗi cho em. Không sao, không sao. Mao Dung Dung, xin lỗi. Được rồi. Trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường. Chiếc máy bay giấy này thật đẹp. Tặng cậu đó, cậu hãy tha lỗi cho mình nha. Mình tha lỗi cho cậu rồi. Con nhặt lại hết những máy bay giấy đã ném ra rồi. Làm tốt lắm. Vứt đồ bừa bãi ở nơi công cộng không những là phá hoại môi trường mà còn ảnh hưởng tới người khác. Biết chưa hả? Con biết rồi, con xin lỗi. Con chỉ muốn tặng bố chiếc máy bay đẹp nhất, bay xa nhất mà thôi. Mẹ có cách này. Bố về rồi đây. Bố ơi, bố ơi. Con gái yêu của bố. Bố nhìn này. Đây là con và mẹ cùng làm đó. Có đẹp không? Đẹp quá. Đây là chiếc chuông gió đẹp nhất mà anh từng thấy. Ăn cơm thôi. Được. Kẹo bông làm mất chìa khóa.
Anh đầu to, sao anh lại đeo chìa khóa vậy? Bố mẹ anh hôm nay về muộn, cho nên để anh đeo chìa khóa này có thể vào nhà sớm. Wow, được tự đeo chìa khóa, giống như người lớn vậy. Vậy một mình anh ở nhà ăn cơm thế nào? Mẹ tạp về đã chuẩn bị sẵn cho anh bánh sandwich và sữa rồi. Cậu ở nhà tự chơi ư? Ở nhà một mình có thấy sợ không? Không đâu, ở nhà một mình mới thích chứ. Mẹ tạp về không cần nhằn, mình có thể chơi điện tử thoải mái. Tuyệt quá, mình cũng muốn ở nhà một mình. Nếu mình cũng được tự đeo chìa khóa thì tốt quá. Kẹo bông, lần sau con mở cửa nhớ nhẹ nhàng một chút, giờ thế sẽ làm người khác giật mình đó. Đúng vậy, âm ỉ như vậy là không lễ phép. Mẹ đám mây, bố trời xanh, con cũng muốn giữ chìa khóa nhà. Con muốn chìa khóa nhà làm gì? Bình thường ở nhà đều có người, mẹ sẽ đến trường đón con về, không dùng tới chìa khóa mà. Anh đầu to được tự mình giữ chìa khóa, con cũng muốn vậy. Thì ra con lại muốn bắt chước người khác. Đừng đòi nữa, không dùng tới chìa khóa đâu, con đeo trên người sẽ làm mất đó. Con sẽ không làm mất. Vậy sao, thế con lắc yo-yo của con đâu? Đúng rồi, cả sợi dây nhảy của con nữa. Đó là bởi vì các bạn nhảy dây xong để hết lại một chỗ, con không nhận ra sợi nan là của mình. Có một lần con còn làm mất cả hoa gạo nữa, may mà hoa gạo biết đường về nhà. Chuyện này, cho nên kết quả chính là kẹo bông không cần phải mang chìa khóa nhà. Con, đó là trước kia, giờ con sẽ không cẩu thả nữa. Con thật sự làm được sao? Được, vậy tin con lần này, đừng để bố mẹ thất vọng đó. Vâng lệnh, kẹo bông, hôm nay bố mẹ phải về muộn. Con mang chìa khóa nhà, nhớ phải về sớm một chút. Mọi người mau nhìn nè, kẹo bông, hôm nay bố mẹ em cũng về muộn hả? Không phải, vậy em mang chìa khóa nhà làm gì? Bởi vì sau này em sẽ giống như người lớn, được tự mang chìa khóa. Mang chìa khóa thì tính là người lớn hả? Đương nhiên rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu chơi thôi. Hôm nay em không thể chơi muộn quá được, em phải về nhà sớm để mở cửa. Chơi đồ chơi bóng đá. Quẳng tù tì ra cái gì ra cái này. Hoa gạo, lát mình sẽ uống một cốc nước quả thật lớn. Chìa khóa đâu rồi? Không tìm thấy rồi, phải làm sao đây? Đừng để bố mẹ thất vọng đó. Tuân lệnh, mất chìa khóa rồi, phải làm sao đây? Mình đã hứa với bố mẹ nhất định sẽ không làm mất. Có thể đánh rơi trên đường về nhà, cũng có thể rơi trong lúc đang chơi đùa. Kẹo bông, cháu tìm gì vậy? Chìa khóa ạ, cháu lại mất chìa khóa nhà rồi. Chú mau, trên đường đi chú có thấy chiếc chìa khóa nào không? Không. Thế cháu tìm tiếp vậy. Hoa gạo, giờ trông cậy vào cậu đó. À, tìm ra rồi. Bố mẹ không mang chìa khóa ư? Không phải đã nói với con, hôm nay con về sớm, cho nên bố mẹ không mang chìa khóa mà. Kẹo bông, có phải con lại mất chìa khóa rồi không? Cho nên đi tìm tới bây giờ mới về. Mẹ đám mây lợi hại quá. Đâu ạ? Chìa khóa đi mà. Hôm nay con đến nhà ông bà ăn cơm đây. Tạm biệt. Kẹo bông, quay lại cho mẹ. Phần thưởng bất ngờ. Hey.
đầu to, Tiểu Minh, tới đây chơi cùng đi. Không được, bọn anh phải đi luyện tập. Luyện tập cái gì? Bọn anh chuẩn bị tham gia cuộc thi đôi bạn tốt. Bọn mình thích nhất chơi xe trượt. Vậy món mà mình thích ăn nhất là kẹo hồ lô. Đúng rồi. Vậy bọn anh đi trước đây, tạm biệt kẹo bông. Cuộc thi đôi bạn tốt. Mẹ đám mây, con cũng muốn tham gia cuộc thi đôi bạn tốt. Gọi điện cho quả táo nhỏ. Alo, xin chào. Quả táo nhỏ, chúng ta cùng tham gia cuộc thi đôi bạn tốt nha. Không được, lát nữa nhà mình đi biển du lịch rồi. Ồ, vậy được rồi. Ây da, kẹo bông thân yêu của mẹ, con làm sao vậy? Cả buổi sáng đều ủ rũ thế này. Được rồi, mẹ đi tắm trước đã. Tắm xong, mẹ sẽ làm bánh ngon cho con ăn. Ai cùng mình tham gia cuộc thi đôi bạn tốt bây giờ? À, hoa gạo, cậu cùng mình tham gia cuộc thi đôi bạn tốt nha. Bạn tốt, đi theo mình nào. Tốt lắm. Đừng cử động, hoa gạo. Bạn tốt đương nhiên phải giống hệt nhau rồi. Vậy là đúng rồi. Trước tiên chúng ta tập đi bộ. Bước đi phải giống nhau. Chân trái. Chân phải. Chân phải. Chính là như vậy. Chân trái, chân phải. Chân trái, chân phải. Chân trái, chân phải. Chân trái, chân phải. Chúng ta phải đi giống nhau nha. Hoa gạo, sao cậu ngay cả bước đi cũng không biết vậy? Các con đang chơi gì vậy? Bọn con đang luyện tập. Chú ý nha, hoa gạo, giờ chúng ta học bản hợp xướng chung. Chú ý nha, chú ý. Hát theo mình nào. Chim sơn ca xinh xắn, mặc một bộ áo hoa. Tốt lắm, hoa gạo, giờ chúng mình có thể cùng hát rồi. Chim sơn ca xinh xắn, mặc một bộ áo hoa. Bay đi, bay đi. Hoa gạo. Cậu chăm chỉ một chút. Thế này chúng ta sao có thể tham gia cuộc thi bạn tốt? Sao có thể đạt giải nhất chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao hoa gạo lại kêu thế? Không sao đâu mẹ, bọn con đang luyện tập, muốn cùng tham gia cuộc thi bạn tốt. Nhưng mà hoa gạo không chăm chỉ. Ồ, như vậy hả? Kẹo bông, con thấy hoa gạo có muốn cùng con tham gia không? Thì ra hoa gạo không muốn tham gia. Thì ra là như vậy. Sao cậu không nói sớm? Kẹo bông, hoa gạo thích ở cùng với con, chứ không phải là tham gia thi đấu. Xin lỗi nha, hoa gạo. Quả táo nhỏ thì đi du lịch rồi, hoa gạo thì không muốn tham gia. Tới đây, nhanh như vậy đã gửi tới rồi sao? Kẹo bông, tin vui đây. Con không muốn ăn bánh đâu. Không phải là bánh, kẹo bông. Chúc mừng con và hoa gạo đã đạt giải nhất. Giải nhất gì ạ? Không đúng, con có tham gia đâu. Là cuộc thi ảnh tổ chức trên mạng. Tên của bức ảnh là Chúng ta là bạn. Ở đâu ra vậy? Là mẹ chụp lén đó. Nhân vật chính là các con. Còn cả phần thưởng là đồ ăn ngon này. Con muốn ăn không? Có ạ. Tốt quá, chúng ta nhận được giải thưởng bất ngờ, phải không bạn tốt?